Hello students, xin chào tất cả các con Welcome back to my lesson today Xin chào mừng các con đã quay trở lại bài học của cô ngày hôm nay And today as usual before we start Let's do something to relax, ok? Và ngày hôm nay cũng như bình thường thôi Chúng mình sẽ làm một cái hoạt động nào đó Để chúng mình có thể thư giãn trước khi chúng mình vào học nhé And today I would like you to Okay, let's chant Ngày hôm nay trước khi chúng mình học Thì chúng mình sẽ ôn lại bài chant của bài học lần trước nhé And the chant today is What's the matter with you? Và bài chant ngày hôm nay sẽ là um, chuyện gì sẽ xảy ra với bạn vậy? Hay là bạn bị làm sao vậy? What's the matter with you? Các con còn nhớ mẫu câu này không nào? Okay, now let's see. Chúng mình cùng nhau đọc bài chant này nhé. What's the matter with you? I have a toothache. You should go to the dentist. You shouldn't eat lots of sweets. What's the matter with you? I have a headache. You should go to the doctor. You shouldn't watch too much TV. Now, bạn bị làm sao vậy, tớ bị đau răng. bạn nên đi đến nhà sĩ, bạn không nên ăn nhiều kẹo ngọt. bạn bị làm sao vậy, tớ bị đau đầu. bạn nên đi đến bác sĩ, bạn không nên xem quá nhiều TV. Okay, and now I would like you to listen to the chant, clap your hand, and then you sing the chant, okay? Bây giờ cô muốn chúng mình cùng nhau nghe bài chant này. Chúng mình sẽ vỗ tay theo nhịp và chúng mình cùng nhau hát theo bài chant này nhé. Nhớ là đọc theo đúng nhịp nhé. Ok, nào, let's start. Page 10, Activity 3. Let's chant. What's the matter with you? 1, 2, 3, 4. What's the matter with you? I have a toothache. You should go to the dentist. You shouldn't eat lots of sweets. What's the matter with you? I have a headache. You should go to the doctor. You shouldn't watch too much TV. And now it's time for us to start our lesson today. Và bây giờ đã đến lúc chúng mình bắt đầu học bài học của ngày hôm nay nhé. And today we are going to study unit number 12. Don't ride your bike too fast. And lesson one, bài ngày 12 nhé, là bài mà chúng mình sẽ có một câu là Don't ride your bike too fast. Tức là đừng có đạp xe quá nhanh. Và bài học đầu tiên, đơn vị bài học đầu tiên nhé. Okay, now the first activity, hoạt động đầu tiên nào? Look, Listen and repeat. Chúng mình sẽ cùng nhau xem này, nghe này và nhắc lại nhé. Okay. Now, alright So, how many conversations are there? Có bao nhiêu đoạn đã hội thoại đây nào? One, two, three and four. Okay, we have a four conversations. Chúng mình có bốn hội thoại nhá. Now answer my question. Who are they? Bây giờ câu hỏi tiếp theo của cô này. Những bạn trong tranh này là ai đây? Ok, we have a boy, yes, and a girl Ok, good Who are they? Nào, những bạn trong tranh này là ai đây? So, we have a boy and a girl, right? Chúng mình có một bạn trai và một bạn gái nhé So, yes, good And the boy is Tom Very good And the girl? Yeah, ok The girl is Mary, đúng rồi Bạn trai là bạn Tom, bạn gái là bạn Mary nhé Now let's see what they are talking chúng mình cùng nghe xem họ đang nói gì nhá Na, a what are you doing Mary I'm cutting the cabbage okay what are you doing câu hỏi này là một câu hỏi là chúng mình đã học rồi đúng không nào what are you doing Mary bạn đang làm gì vậy Mary and I'm cutting the cabbage tức là tôi đang um, thái bắp cải đấy okay cabbage là cái cải bắp anh biết Don't play with the knife. You may cut yourself. Okay. Okay. Don't play with the knife. You may cut yourself. Đừng có chơi hay là đừng có nghịch với dao nhé. Bạn có thể là sẽ bị cắt vào tay đấy. Hoặc là tự cắt vào mình đấy. Okay. Được rồi. Anh see. What are you doing with the stove? I want to cook the cabbage. Now, What are you doing? Câu hỏi này cũng là một câu mình đã học rồi Đúng nào, từ bài phần A đây rồi Nào, bạn đang làm gì? With the stove Bạn đang làm gì với cái bếp vậy? I want to cook the cabbage Tức là tôi muốn nấu bắp cải Don't touch, don't touch the stove You may get a burn Ok, I won't Nào, vẫn là một câu tiếp của Tom dẫn dò Mary nhé Don't touch the stove Đừng có chạm vào bếp lò nhé You may get a burn. Bạn có thể bị bỏng đấy. Get a burn là bị bỏng. Ok, ok, I won't. Rồi, tôi sẽ không làm như thế đâu. Ok, and now I would like you to listen to the recording. And uh, please point at each conversation, ok? Bây giờ cô muốn chúng mình cùng nhau nghe đoạn hội thoại này nhé. Và chúng mình lưu ý là cứ đến đoạn hội thoại nào thì chúng mình sẽ chỉ vào đoạn hội thoại đó nhé. Now let's start. Activity 1. Look, listen and repeat. A. What are you doing, Mary? I'm cutting the cabbage. B. Don't play with the knife. You may cut yourself. Okay. C. What are you doing with the stove? I want to cook the cabbage. D. Don't touch the stove. You may get a burn. Okay. I won't. This time, listen again and repeat after me, okay? Lần này chúng mình sẽ cùng nhau nghe, lại và nghe lại theo cô nhé. Now let's start. Bắt đầu nhé. Activity 1. Look, listen and repeat. A. What are you doing, Mary? What are you doing, Mary? I'm cutting the cabbage. I'm cutting the cabbage. Don't play with the knife. Don't play with the knife. You may cut yourself. You may cut yourself. Okay. Okay. C. What are you doing with the stove? What are you doing with the stove? I want to cook the cabbage. I want to cook the cabbage. D. Don't touch the stove. Don't touch the stove. You may get a burn. You may get a burn. Okay, I won't. Okay, I won't. Có vẻ như là bạn Tom rất là quan tâm đến bạn Mary đấy, đúng không nào? Bạn Tom liên tục hỏi rằng là What are you doing, Mary? Và bạn Tom cũng luôn luôn dặn dò là Don't and don't, ok? Và bạn Mary cũng khá là thông cảm với bạn Tom đấy Và Mary luôn luôn nói rằng là Với những cái câu mà dặn dò bạn Tom Bạn Mary luôn nói là ok Hoặc là ok, I won't, ok? Rồi, và đấy cũng chính là mẫu câu của bài ngày hôm nay Mà chúng mình cần phải học đấy And activity 2 Point and say Chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động quan trọng nhất của một bài nhé Nào, trong bài ngày hôm nay thì chúng mình sẽ học đến mẫu câu Don't Và câu trả lời sẽ là Ok, I won't Tức là khi mà mình muốn nhắc nhở ai đó là đừng nên làm một cái gì đấy Được chưa? Làm một câu gần như là câu mệnh lệnh đấy ạ Don't, đừng và và sau đó thì mình sẽ trả lời là ok I won't oh, tôi sẽ không làm như thế đâu tất nhiên là với những cái câu mệnh lệnh hoặc là những cái lời đe dọa cảnh báo mà mang tính có ích với mình rồi đúng không nào nào mình xem nhé a play with matches play with matches tức là chơi với diêm diêm là có lửa đấy ạ ok nào b ride your bike too fast ride your bike too fast tức là đi xe đạp quá nhanh Okay, and see, climb the tree, climb the tree, trèo cây. Andy, run down the stairs, run down the stairs. Tức là chạy xuống dưới than, nhưng mà chạy rất là nhanh. Okay, and now I would like you to listen to the recording first. Let's start. Page twelve, activity two, point and say. Don't play with matches. Okay. I won't. A. Play with matches. B. Ride your bike too fast. C. Climb the tree. D. Run down the stairs. Okay, and now let's point and say. Vậy chúng mình với lần đầu tiên for the first time, I am going to say don't and you are going to say okay I won't. với lần đầu tiên thì cô sẽ là người đưa ra lời cảnh báo hay dặn dò nhé don't và các con sẽ trả lời là okay I won't rồi con sẽ không làm đâu, Alright Now let's start. A, don't play with matches. B, don't ride your bike too fast. D. Don't climb the trees And D Don't run down the stairs Ok, good And now let's swap roles Bây giờ chúng mình cùng nhau đổi vai nhé You are going to say don't And I am going to say Ok, I won't Lần này các con sẽ là người đưa ra lời khuyên hoặc lời cảnh báo Còn cô sẽ là người trả lời nhé Ok, now A Okay I won't. B Okay I won't. C Okay I won't. And D Okay I won't. Okay, good. No, is that not sound? Yeah. Chúng mình lưu ý nhá. Mẫu câu này chúng là mẫu câu chúng mình cần phải nhớ được trong cái bài 12 với đơn vị học phần đầu tiên này nhá. Now let's see. Activity 3, let's talk. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập thêm một chút nữa. Ask and answer questions about accidents at home and give advice. Là sao đây ạ? Chúng mình sẽ cùng nhau hỏi và trả lời các câu hỏi về những tai nạn tại nhà Accidents at home Và đưa ra lời khuyên thành give advice Ok? Nào, I see What are you doing? Okay, and I want to and don't and okay I want Rồi, với một câu đầu tiên là một câu chúng mình đã học từ rất lâu rồi. What are you doing? Tức là bạn đang làm gì vậy và I want to tức là tôi muốn làm cái gì đó. Bạn đang làm cái gì với cái gì vậy và tôi muốn làm cái gì đó and don't À, tức là đừng làm người ta đưa ra cái lời cảnh báo hoặc là mệnh lệnh hay là lời khuyên đấy. Ok, And Ok I want. Rồi tớ sẽ không làm đâu. For example, ví dụ nhá. What are you doing with the stove, Tuấn Minh? What are you doing with the stove, Tuấn Minh? Bạn đang làm gì với cái bếp vậy Tuấn Minh? I want to cook the cabbage. I want to cook the cabbage. Tức là sao đây à tớ muốn nấu um, cải bắp. Rồi. Nào, vậy thì lời cảnh lời khuyên của mình là gì đây? Don't touch the stove. You may get a burn. Tức là sao đây ạ? À? Đừng có chạm vào bếp lò nhé. Bạn sẽ bị bỏng đấy. You may get a burn. Okay, I won't. Right. Okay, I won't. Rồi. Những lời cảnh báo chính là những lời khuyên để đưa ra trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đấy. Chúng mình có biết không nào? Ok, chúng mình nhớ là ở nhà cũng đừng bao giờ động vào bếp lò khi nào đang có lửa nhá, sẽ rất là dễ bị bỏng đấy. Ok, good. And now, let's move to another activity. Listen and take Chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe và tick vào bức tranh đúng. Now, we see. We have a one, two, three and four. Chúng mình tiếp tục lại có bốn câu hỏi cũng tương đứng với cả bốn hội thoại đấy nhá. Và mỗi đoạn chúng ta sẽ có ba bức tranh. A, B and C Vì có các con sẽ là tick và đúng cái bức tranh phù hợp nhất với hội thoại đó Ok, nào chúng mình để nhìn vào trong cái um, uh, những cái bức tranh này nhá Nào, năm bốn bức tranh thứ nhất này uh, đây là những cái hoạt động mà chúng mình có thể làm mà gây ra cái hại cái cái cái, cái tác hại cho mình ví dụ cái đầu tiên a hey, sẽ là gì đây nhỉ yeah play with matches đúng rồi bạn này đang chơi với diêm đấy and see yeah okay play with the knife đúng rồi chơi dao nghịch dao and see okay and see oh, what is she doing bạn ấy đang làm gì đây now let's look at each picture chúng mình cùng nhau nhìn vào từng bức tranh một nhé number one ấy rồi bạn gái đang làm gì đây yeah play with fire đúng rồi bạn ấy đang nghịch nghịch lửa đấy and b yeah play with the knife nghịch dao hay là chơi dao and c yeah, play with matches tức là nghịch diêm hoặc là chơi diêm diêm mà có lửa sẽ rất là nguy hiểm đúng không nào ok and number two we have a yeah good climb the tree đúng rồi đây là trèo cây and b ok swim đúng rồi bạn ấy đang bơi đấy nhưng mà đang bơi ở đâu ừ, có thể là ở sông hồ sao and c Yeah, run down the stairs run down the stairs tức là chạy xuống cầu thang mà chạy rất là nhanh ok and number 3 a yeah ride your bike tức là đạp xe đạp and b yeah and also ride your bike đúng rồi phần b cũng sẽ là đi xe mạp hoặc xe máy đấy or motorbike đấy right? and c yeah run down the run across the road tức là chạy băng qua đường mình có nhìn thấy không nhỉ? Rồi, uh, tiếp tục nào. Đến phần uh, number 4. Number A yeah, và ride your bike. Good and B climb the tree. Good and C What is what is he doing? Bạn ấy đang làm gì đây? And C climb the window, right? Tức là bạn ấy đang trèo qua cửa sổ. Okay. And now I would like you to listen to the recording and then you take the picture. Okay? Let's start. Page 13. Activity 4. Listen and tick. 1. What are you doing with the knife, Mary? I'm cutting the fruit. Don't play with the sharp knife. You may cut yourself. Okay. I won't, Mom. 2. I'm going to run down the stairs. Don't do it. Why not? It's dangerous. Okay. Three. Hey, Chung. Where are you going? I'm riding to the sports centre. Don't ride your bike too fast. Don't worry. I won't. Four. What are you doing here, Nam? Look. I'm going to climb the tree to pick some apples. Don't climb the tree. Okay, I won't. Could you listen to all of them? Có bạn nghe được hết không nào? If you still couldn't listen to any of the listening, please listen again before we check the answer, okay? Nếu như chúng mình vẫn chưa thể nghe được hết tất cả các câu thì chúng mình có thể dừng cái clip dạy của cô này lại. Sau đó chúng mình sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần cái clip trước đã nhé để chúng mình làm được bài đã. Rồi chúng mình hãy check câu hỏi này nhé. Ok, and now let's check the answer. Chúng mình cùng nhau cùng tra câu trả lời nếu chúng mình đã làm được nhé. Number one, yes, right, B, play with the knife. Ok, and number two, yeah, good, run down the stairs. Ok, number three, A, good, don't ride your bike too fast. And number four, yeah, don't climb the tree. Đúng rồi, không được trèo cây, hoặc là đừng có trèo cây. OK. And now, uh, if you are how can I say not quite good at listening at home, please listen again and again. OK? Nếu như chúng mình thật sự vẫn chưa khá lắm hoặc là giỏi lắm với kỹ năng nghe, thì cứ nghe đi nghe lại nhiều lần. Chúng mình đừng lo gì hết, chúng mình sẽ nghe được hết thôi. And now, let's move to another activity, hoạt động tiếp theo nhé. Read and complete. Chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe và hoàn thành. Okay, we have some words and a short a short passage here. Chúng mình có một vài từ phía trên và một đoạn văn bản ngắn ở bên dưới. Now let's see. Run, run, answered, want, cooking, and room. Okay, run chạy rồi đúng không nào? Answered trả lời ở dạng quá khứ đấy. Chúng mình có nhìn thấy cái đuôi ed đấy không? Okay, want sẽ không Cooking, nấu no ăn, and room căn phòng. Now let's see. One day, Peter was bored. He was in his and his mother was in the kitchen. She asked loudly, "Where are you, Peter?" He, "I'm upstairs, mom." His mother heard him running down and said, "Don't down the stairs." Peter replied. Okay, I do it again, mom. Yeah, let's see. Nào, chúng mình cùng xem nhé. Một ngày nọ này, Peter đang rất là chán. Was bored. Bạn ấy thì đang ở trong cái gì đấy của bạn ấy và mẹ của bạn ấy thì đang ở trong bếp làm gì đó. À, à, cô gọi rất là to. Cô hỏi rất là to. Peter, con đang ở đâu? Bạn ấy trả lời này. Con đang ở phía, con đang ở trên lầu mẹ ạ mẹ của bạn ấy nghe thấy bạn ấy chạy xuống và nói đừng uh, đi xuống bậc cầu thang nhé. Peter trả lời được rồi ạ. thế con sẽ không làm là nữa nó sẽ không làm việc đó nữa mẹ. OK rồi. Cô tin là chúng mình đã có câu trả lời của riêng mình rồi đấy. Bài này rất là đơn giản đúng không nào. Number one, yeah, he was in his room đúng rồi. Bạn ấy đang ở trong phòng. And number two, his mother was cooking, đúng rồi, đang nấu ăn and number three he answered, good bạn ấy trả lời. and number four, don't run down the stairs, very good and number five, I won't do it again, mom ok, good rồi, chúng mình cùng nhau xem lại bài này nhé. one day, Peter was bored he was in his room and his mother was cooking in the kitchen she asked loudly, Where are you, Peter? He answered, I'm upstairs, Mom. His mother heard him running down and said, Don't run down the stairs. Peter replied, Okay, I won't do it again, Mom. Yeah, very good. Okay, and now, Let's move to an activity which uh, helps you to relax. Và chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang một cái hoạt động tiếp theo mà làm chúng mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhé. Let's sing. Chúng mình sẽ cùng nhau hát nhé. And the song today is "Don't Do That". Tức là đừng có làm cái điều đó. What are you doing? I'm going to run down the stairs. Don't do that. It's dangerous. Really? Yes. Okay, I won't. What are you doing? I'm going to climb that tree over there. Don't do that. It's dangerous. Really? Yes. Okay, I won't. What are you doing? I'm going to ride my bike down this busy road. Don't do that. It's dangerous. Really? Yes. Okay, I won't. Alright. Chúng mình cùng nhau xem nhé. Đừng có làm điều đó. Bạn đang làm gì vậy? Tớ sẽ chạy xuống cầu thang. Đừng làm điều đó, rất là nguy hiểm. Thật ư? Ừ được rồi, tớ sẽ không làm đâu. Bạn đang làm gì vậy? Tớ sẽ trèo lên cái cây ở đằng kia. Đừng làm điều đó, nó rất là nguy hiểm. Thật ư? Ok, tớ sẽ không làm đâu. Bạn đang làm gì vậy? Tớ sẽ đạp xe xuống con đường nhộn nhịp phía kia. Đừng làm điều đó, rất là nguy hiểm. Thật ư? Được rồi, tớ sẽ không làm đâu. Ok. And now, I would like you to listen to the song and remember to sing along the song, ok? Bây giờ chúng mình cùng nhau nghe bài hát nhé. Và hãy nhớ hát theo bài hát này nhé. Let's start. Page 13, Activity 6. Let's sing. Don't do that. Thì chúng mình đều đã có thể học được mẫu câu mà chúng mình vừa học trong bài này rồi đấy. Okay, and what are you doing? And don't do that. Okay, tức là mình đưa ra những lời cảnh báo hay là những lời khuyên là đừng nên làm một cái điều gì đó. Okay, and now let's move to the re revision part of my lesson today. Bây giờ sẽ đi đến phần luyện tập, uh, phần ôn tập của cô trong bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài học ngày hôm nay, cái mẫu câu quan trọng nhất mà các con cần phải nhớ được, để chính là mẫu câu đưa ra lời khuyên. Don't và câu trả lời là Ok, I won't. Rồi tôi sẽ không làm đâu. Hoặc là OK, tôi sẽ không làm đâu. Hoặc là vâng ạ, con sẽ không làm đâu. Alright. Và với cái mẫu câu này thì chúng mình sẽ cần phải nhớ được cho cô các từ vựng như sau. Yeah, now let's see. Play with match. Play with matches. Play with matches sẽ là chơi với diêm. And biết? Ride your bike too fast. Đạp xe đạp quá nhanh. See? Climb the tree. Climb the tree. treo cây. And D. Run down the stairs. Run down the stairs. Chạy xuống cầu thang. Ok. Đấy là những điều mà các con cần phải nhớ được cốt lõi nhất trong bài học đầu tiên của Unit 12 nhé. And now I would like you to do an extra exercise. Bây giờ cô muốn chúng mình cùng nhau làm một bài tập bổ trợ với cô nhé. Now read and match. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc và nối với nhau. Ok, chúng ta sẽ có các động từ bên kia và có các cụm từ bên này. Chúng mình cùng nhau xem nhé. Ok, play, ride, run down, get and break. And this, the stairs burn your leg with the knife and your bike too fast. Rồi, có một số những từ các con đã học rồi nhưng cũng có một số những từ các con chưa học đấy. Mình cùng nhau xem nhé. Nào với các động từ ở đây, play là chơi này, ride right là đạp xe, run down là chạy xuống, get là lấy and uh, hay là nhận và break là làm vỡ, làm gãy. Rồi, the stairs là cầu thang, a burn vết bỏng, uh, your leg chân, with the knife tức là với dao your bike too fast tức là xe đạp quá nhanh rồi chúng mình cùng nhau thử xem nối nhá ok đầu tiên sẽ là play theo các con động từ play sẽ đi với cụm từ nào ok good play with the knife ok đúng rồi chơi hay là nghịch dao and then this ride à, oh, quá dễ rồi đúng không nào cái này mình đã học rồi ride your bike too fast tức là đạp xe đạp quá nhanh. And then next, run down. Với cụm run down thì sao? nha yeah. run down the stairs. Chạy xuống cầu thang. And then get, get a burn. Là bị bỏng. Get a burn. And next, break. Break your leg. Very good. Tức là bị gãy chân. Okay. Rồi, trong bài học ngày hôm nay chúng mình đã học đến cách đưa ra lời khuyên đấy Và cách cũng trả lời lại những lời khuyên đó như thế nào Chúng mình nhớ nhé Ở nhà hãy học thật thuộc các từ vựng cũng như các mẫu câu mà cô cho là quan trọng trong bài học này nhé And now it's time to say goodbye Thank you and goodbye